tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, mà vào rạng sáng ngày hôm nay tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 8,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Thiên An Môn và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước lũ ở con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và con sông Mê Công đồng loạt biến thành một trận sóng thần khủng khiếp, cao tới 4 mét, có lúc dữ dội cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 7 mét, nhấn chìm một căn cứ quân sự tại tỉnh An Huy và Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ nó còn cuốn trôi 3.268 căn nhà, 1.779 xe hơi đã bị cuốn trôi, 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men, đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Hiện có khoảng 800.000 người dân không chịu được cảnh mưa lũ đành phải khăn gói quả mướp định vượt biên sang đất của Việt Nam. Nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi các lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng vùng biên giới của Việt Nam đang chốt chặn họ không làm cách nào được đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ. Và lợi dụng tình hình bão tố phong ba, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và có cả Lào cũng như Campuchia ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng, nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước đó hết mình về lương thực, thuốc men để phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng, tất cả các hàng viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết, đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Ông ta cũng không quên cảm ơn chính phủ Việt Nam Nam đã ủng hộ 100.000 đô la Mỹ cho người dân của Trung Quốc trong các đợt lũ lụt vừa qua. Ông nói rằng đó mới chính là người bạn bùn tốt và 16 chữ vàng và các nước nên học tập chính phủ của Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, hiện số tiền mà Việt Nam cũng như một số nước ủng hộ cho người dân Trung Quốc đã bị chính quyền của ông Tập Cận Bình chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư và đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm hiện tại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc. Ngoài chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia, thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc. Bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục gánh chịu hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ Trung Quốc nữa. Trên thế giới chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la cho phía Trung Quốc, đó chính là Campuchia của ông Hun Sen. Bởi vì Thủ tướng Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông Sen là muốn lấy lòng ông Tập Cận Bình, muốn đi đêm bắt tay, cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ ở khu vực này. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là quá phũ phàng khi vào đêm ngày hôm qua lúc 23 giờ đêm giờ địa phương. Tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ mang tên CNN đã đưa một cái tin được cho là quá bức xúc khi mưa bão đang ùn ùn đổ ập vào phía Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập lại đang điều tàu chiến, máy bay đem rất nhiều bom và tên lửa tiến sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thực hiện bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến ra sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video, clip của tờ báo Mỹ cho thấy, có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn. Không lâu sau thì chính phủ Mỹ ra tuyên bố chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nói rằng nếu như Trung Quốc mà gây hấn với Việt Nam thì Mỹ sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như cho thế giới. Mỹ nói rằng Việt Nam là ưu tiên số 1 ở khu vực Đông Nam Á đối với cả chính phủ Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng sẽ ra tay ủng hộ Việt Nam. Đứng trước những cái âm mưu, thủ đoạn nham hiểm Trung Quốc,
tờ báo Vietnamnet của Việt Nam đã có một bài viết vào lúc 17 giờ 46 phút nói rằng Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tiêm kích ra Trường Sa. Tờ báo Vietnamnet viết chi tiết như sau: Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã lên tiếng phản đối phía Trung Quốc điều tiêm kích tàu chiến ra bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để diễn tập trái phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm nay đã cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Hà Nội nói rằng mọi hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam đều vi phạm chủ quyền của Việt Nam và là vô giá trị, không có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Còn theo tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Việt Nam sẽ kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, điều tàu chiến ra đảo Subi và bãi đá Vành Khăn để bắn đạn thật. Được biết trước đó, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt các tàu chiến và máy bay tiêm kích Su-30 đến bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để tập trận bắn đạn thật. Thế giới nói rằng hành vi trên của phía Trung Quốc đã làm xáo trộn ở khu vực Biển Đông, làm mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất của thế giới. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để dương oai và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như phía Trung Quốc còn động vào vùng lãnh thổ của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ hợp tác với cả Việt Nam, cùng các nước sẽ bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc để trở lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua hãng CNN của Mỹ cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và tất cả các cuộc điện đàm hôm qua dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình ở Biển Đông. Cuộc điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm thì có một thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông, nhất là xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm nằm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin và người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa kể từ hồi tháng 3 đến bây giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và một số nước trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc đang áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những cái hành động ngông cuồng trên Biển Đông, như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ. Ngoài ra còn gây hấn trên Biển Đông bằng cách điều con tàu hải cảnh và con tàu địa chất Hải Dương 9 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bám đuôi theo rất nhiều giàn khoan của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá ngư dân của Việt Nam, tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bộ trưởng Mỹ, ông Lloyd Austin hồi tháng trước cũng đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ các yêu sách đường lưỡi bò cũng như là các yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, để phù hợp với những nội dung trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Hồi tháng 3, Việt Nam đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, phản đối các yêu sách chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều tiêm kích để ngăn cản. Kính thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng, bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động được cho là trái với cả luân thường đạo lý, tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Kishinobu đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá được cho là cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực, bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước cốc với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với cả những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh và liên quan tới những vấn đề trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và thu thập và gửi cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Kịp thời hồi đáp. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.